Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Nghị quyết số 01 của Chính phủ năm 2018 đã đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ của các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành. Thực hiện lộ trình này sau động thái mạnh mẽ của Bộ Công Thương, nhiều bộ ngành cũng đã tích cực rà soát cắt giảm. Tuy nhiên thì tốc độ cải cách vẫn còn nhiều vấn đề, nhiều thủ tục cắt giảm chỉ là hình thức. Mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh liệu có đạt được? Cần những giải pháp nào để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cắt giảm điều kiện kinh doanh? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại Nghị quyết số 98 NQ-CP được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2017, Chính phủ dành sự quan tâm đặc biệt cho việc cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh. Cụ thể, nghị quyết xác định việc bãi bỏ các rào cản quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng là một trong năm nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Chính phủ giao các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính đang gây cản trở khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ đã có chỉ đạo cần đảm bảo đúng lộ trình mục tiêu đề ra là năm 2018 cắt giảm đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Theo đó, việc làm cần thiết là xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo đúng trình tự thủ tục rút gọn và báo cáo Chính phủ trong quý 2 năm 2018. Ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ký văn bản 413/TTG-TH yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai ngay một số công việc liên quan cắt giảm hoặc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp, nghiên cứu cắt giảm các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần thiết quản lý. Trước yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp từ phía Chính phủ, trong thời gian gần đây, nhiều bộ ngành đã tuyên bố cắt giảm hàng trăm thủ tục điều kiện kinh doanh, ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kênh truyền hình VTV. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký quyết định số 767 công bố phương án cắt giảm đơn giản 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tương đương với 67,36%. Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30 tháng 10 năm 2018. Giao thông vận tải đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc phát triển cái lĩnh vực, nó gọi là lĩnh vực về logistics. Thì đây là một lĩnh vực mà hiện tại chúng ta vẫn còn đang rất yếu và năng suất rất thấp. Thế cho nên việc mà Bộ Giao thông Vận tải có những cái động thái như vậy thì nó sẽ góp phần làm cho cái lĩnh vực logistics của Việt Nam được cải thiện đáng kể. Và hy vọng rằng là đây nó sẽ là một cái tiền đề để chúng ta có thể cải thiện được cái năng suất chung của nền kinh tế. Đáng chú ý, dù được cho là đi đầu trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, song mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tiếp tục ký quyết định số 1408 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018, với 54 thủ tục hành chính nằm trong diện tiếp tục được bãi bỏ đơn giản hóa. Không thể phủ nhận được rằng là chưa bao giờ lần đầu tiên có chuyện là một bộ là Bộ Công Thương, một cái bộ rất là quan trọng trong nền kinh tế, đã cắt giảm hàng ngàn cái thủ tục trong một thời gian rất là ngắn. Và nếu mà tính ra cái độ gọi là độ tác động đến người dân, đến doanh nghiệp, thì đấy là một cái độ tác động sẽ rất là lớn. Và đây là một hành động đã diễn ra, không còn là một sự hứa hẹn. Thì có hàng loạt các hành động như thế đã diễn ra. Ví dụ như là chúng ta đã thành lập những cái ban cố vấn phát triển kinh tế tư nhân. Chúng ta đã những cái hoạt động cải tiến về luật, cải tiến về môi trường kinh doanh, tôi cho rằng là đủ mạnh mẽ. Không tổ chức một cách rầm rộ như các bộ ngành khác, nhưng thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng đã rất quyết liệt, không những đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện kinh doanh, chiếm 41% điều kiện kinh doanh, mà bỏ cả ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định tại luật đầu tư năm 2014. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai khá hiệu quả việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang rất quyết liệt để tháng 6 có thể ban hành được cái nghị định này. Đồng thời với đó đấy, thì chúng tôi cũng sẽ giảm 23 cái điều kiện kinh doanh, bỏ luôn tại một cái thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong đợt này. Như vậy thì còn
khoảng gần một nửa cái điều kiện đầu tư kinh doanh chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm trong đợt 2. Bộ Tài chính cũng vừa có đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính, ngân hàng. Cụ thể, đề xuất bãi bỏ 99 điều kiện và đơn giản hóa 94 điều kiện kinh doanh trong tổng số 370 điều kiện kinh doanh hiện có của bộ này. Và là đang gần dường như là chúng ta nhìn thấy có một cái thi đua trong cái việc là đảm bảo là cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh này dưới những cái sức ép của chính phủ, dưới sức ép của công luận cũng như là cái mong muốn từ cộng đồng của doanh nghiệp. Thì đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực của các bộ ngành trong cái thời gian vừa qua trong việc rà soát cũng như là kiến nghị các cái phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế diễn ra cuối tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế sẽ cắt giảm 1.151 trên 1.680 điều kiện đầu tư kinh doanh, gần 70%, và 168 trên 338 thủ tục hành chính, gần 50% trong lĩnh vực y tế, được quy định tại 6 luật, 13 nghị định và 7 thông tư. Rất mừng khi thấy các đầu tiên là Bộ Công Thương cắt giảm gần 50% điều kiện kinh doanh. Sau đó các bộ khác cũng có những bước tiếp theo giúp cho tháo gỡ khăn, giúp cho doanh nghiệp bớt cái thủ tục phiền hà cũng như bớt về cái chi phí, thời gian, tiền bạc và tạo doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn. Đấy là những cái tín hiệu giúp cho trong thời gian tới là doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn cũng như là giúp cho cộng đồng người ta yên tâm hơn về cái cơ chế chính sách như Thủ tướng đã nói là chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định đã có nhiều chuyển động tích cực từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều dự đoán cho rằng năm 2018, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục chuyển động thêm bởi nhiều cải cách đang trong quá trình thực hiện và nếu hoàn thiện, chắc chắn môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ có bước tiến vượt bậc theo hướng thuận lợi hơn, giảm chi phí hơn, tự do và ít rủi ro hơn. Mặc dù thời gian qua các bộ ngành đã tuyên bố đồng loạt cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh để gỡ khó cho doanh nghiệp, thế nhưng thực tế việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, với lượng thủ tục cần cắt giảm vẫn còn rất nhiều, phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu các dự án ODA, doanh nghiệp này có rất nhiều chuyên gia tư vấn đấu thầu đạt chuẩn của Hiệp hội Tư vấn Kỹ sư Quốc tế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, rất nhiều các chuyên gia này không được làm nữa do chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Người ta chuyên gia giỏi làm theo FIDIC mà về mình thì không được cấp chứng chỉ và người ta không hành nghề được. Qua đấy thì tôi thấy là cái việc mà xét chấm thầu chưa chắc anh đã nâng cao được chất lượng của cái việc xét thầu mà là anh thêm một cái thủ tục được gây khó khăn, phiền hà. Theo tôi nếu bỏ được thì nên bỏ quy định về cấp chứng chỉ đấu thầu. Nhưng cái việc đào tạo thì nên duy trì. Quy định về cấp giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề được coi là điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp, song vẫn đang tồn tại. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trên thực tế, việc cắt giảm còn mang tính cơ học. Cắt giảm những phần dễ dàng hay có điều kiện kinh doanh liệt kê là bãi bỏ, nhưng thực chất là chuyển sang hình thức quản lý khác. Cái điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương có nói là trong cái điều vừa, tôi nói ví dụ trong cái điều 1 thì nó có phần A, B, C, D, E. Thì phần A là trần nhà sản xuất thực phẩm phải sạch sẽ, láng bóng. B là tường cũng phải sạch sẽ, dễ vệ sinh. Và D là trần nhà. Nhưng sau đó cắt bỏ đến điều A, B sang thành điều C thì là ba cái đấy nằm vào trong cái điều C. Đấy thì tôi nghĩ đùa nhau là tức là ngày xưa ba cái hộp xếp ngang nhau thì bây giờ ba cái hộp chồng lên nhau. Nhưng còn về cơ bản thực ra là nó vẫn là việc bắt buộc doanh nghiệp phải làm. Mà tôi cho rằng là cái mong muốn của chính phủ, mong muốn của Thủ tướng Chính phủ là muốn cắt giảm một cách tối đa, quyết liệt và triệt để những điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế như vậy rõ ràng là cái câu chuyện này chúng tôi hình dung ra là như vậy, nếu như nghiên cứu sâu thì ngoài những điều kiện mà các bộ đang dự kiến là bãi bỏ thì vẫn còn có rất nhiều các cái điều kiện khác mà vẫn có thể bãi bỏ được. Nhưng điều đó đòi hỏi một cái công đánh giá, phân tích có lẽ là nhiều công sức hơn. Thì cái điểm đấy thì tôi cho rằng là rất nhiều bộ chưa đạt được cái điểm như vậy. Đáng chú ý, trong khi nhiều bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ Xây dựng không những bãi bỏ điều kiện kinh doanh mà còn bãi bỏ hẳn một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện,
thì Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhưng không gửi kèm theo nội dung rà soát và phương án bãi bỏ, đơn giản hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chưa có báo cáo cụ thể về rà soát, cải cách theo nghị quyết của Chính phủ. Điều này cho thấy tình trạng trên nóng dưới lạnh hoặc nóng không đều vẫn còn. Nó không dễ dàng một tí nào. Bởi vì bản thân cắt giảm nó có sự răng xé không chỉ giữa bộ và các cơ quan bên ngoài mà bản thân trong nội bộ thôi. Giữa các cục vụ chuyên môn với những cái đơn vị mà được bộ trưởng giao phụ trách lĩnh vực này, chẳng như vụ pháp chế. Chúng tôi cũng chứng kiến nhiều cái thảo luận, nhiều cái tranh cãi, nhiều cái níu kéo giữa các cơ quan phụ trách cái phương án đề xuất cắt giảm và các cục vụ mà họ đang có quyền để cấp giấy phép, họ đang có quyền quyền hành rất là lớn. Chúng ta có nhiều bộ ngành đã tuyên bố cắt giảm trên các phương tiện truyền thông, nhưng mà hiện nay thì thực trạng vẫn chưa đúng cam kết. Thì chúng tôi đã có nhiều các văn bản kiến nghị trực tiếp lên văn phòng Chính phủ, trực tiếp lên tổ công tác từ cấp trung ương đến thành phố để làm sao cái việc mà cắt giảm nó sẽ đúng theo những cái cam kết, đúng theo lộ trình, và cái quan trọng nhất là nó sẽ không phát sinh ra những cái lợi ích nhóm giữa các vụ, giữa các bộ ngành. Theo báo cáo của tổ công tác của Thủ tướng liên quan đến việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, kết quả kiểm tra cho thấy hiện có Bộ Công Thương đạt yêu cầu theo nghị quyết của Chính phủ, còn hầu hết các bộ ngành còn lại chưa đạt, chưa cắt giảm hoặc số lượng giảm quá ít. Với tốc độ này, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh sẽ phải kéo dài thời gian so với yêu cầu mà Chính phủ đã đề ra. Như tôi đã trao đổi, cái quan trọng lớn nhất hiện nay là phương án mới chỉ là trên lý thuyết. Còn lại từ phương án đến thực tiễn thì nó còn cần một thời gian, và từ cái phương án so với cái mà đã được ban hành, đó là các cái việc sửa đổi các nghị định có liên quan và thậm chí sửa đổi các luật có liên quan, thì hiện nay chúng tôi cũng đang lo ngại rằng là cái kết quả thực tế so với phương án đôi khi thậm chí nó có thể có những cái khoảng cách. Các chuyên gia cho rằng cắt giảm đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành là một mục tiêu không khó. Nếu như các bộ ngành thực hiện quyết liệt hơn thì con số đó có thể hơn rất nhiều. Do đó, các bộ ngành nên phân rõ việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh là tạo thuận lợi hơn cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này sẽ đóng góp cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp mong muốn việc cắt giảm phải hành động thực chất, quyết liệt. Các doanh nghiệp và người dân kỳ vọng nhiều hơn nữa trong việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, đặc biệt là các điều kiện làm gia tăng chi phí gia nhập thị trường và giảm số lượng tiềm năng doanh nghiệp bị hạn chế cạnh tranh. Quy định về điều kiện kinh doanh cũng cần xét đến yếu tố phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp doanh nghiệp dễ dàng và thuận lợi khi giao thương. Hiện nay thì chúng ta đang trên đường tham gia ý kiến để sửa đổi cả cái quy định về điều kiện kinh doanh về vận tải theo cái nghị định của Chính phủ. Tôi cũng mong rằng với cái sửa đổi lần này thì chúng ta làm cụ thể hóa hơn những cái quy định đối với doanh nghiệp, với phương tiện, với hàng hóa. Tất nhiên cụ thể hóa hơn, nhưng không nên quá nhiều thủ tục, mà nên giảm thiểu cái thủ tục để mức tối đa, nên bãi bỏ các thủ tục không thấy cần thiết. Cái thứ hai nữa là cái việc quy định như thế này mang tính là phổ quát, tức là có tính tương đồng trong một quốc gia cũng như là liên kết với cả các nước liên kề như là Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia trong khu vực, để mà cái quy định của Việt Nam thì nó cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh tình trạng là khi chở hàng hay con người lưu thông ở Việt Nam thì được, nhưng khi qua nước bạn thì vi phạm, và ngược lại ở nước ngoài thì được, nhưng khi nhập khẩu vào Việt Nam hoặc là nhập cảnh vào Việt Nam thì vi phạm. Theo trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, việc rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh phải diễn ra ở tất cả các bộ ngành. Giám sát xử lý bộ ngành cơ quan nhà nước không bãi bỏ điều kiện kinh doanh mà Chính phủ đã yêu cầu. Khắc phục những tồn tại thời gian qua như đồng đều về quy mô, tốc độ và tính quyết liệt. Thời gian tới thì cần phải có những cái giám sát, những cái thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để quá trình cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh nó không chỉ diễn ra ở một số ít bộ ngành mà phải diễn ra đồng đều tất cả những bộ ngành. Theo các chuyên gia, một trong những hạn chế lớn trong cắt giảm điều kiện kinh doanh thời gian qua là việc cắt giảm chỉ dừng lại ở cơ học. Cải cách phần lớn dừng lại ở rà soát và đưa ra phương án mà chưa có tác dụng thực tế. Vì vậy, việc rà soát cắt giảm trong thời gian tới phải khắc phục những hạn chế này. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta nói rằng là cái công việc về cải cách điều kiện kinh doanh nó có hai cái việc rất quan trọng. Một là cái việc rà soát và ra phương án cắt giảm. Thế tuy nhiên cái việc rà soát và ra phương án cắt giảm thì nó chưa có
tác dụng trên thực tế. Chưa ngay, nó không có một cái tác dụng thực sự trên thực tế. Mà chỉ khi từ cái phương án rà soát đó được chuyển tải thành các cái quy phạm pháp luật, theo đó là chính thức bãi bỏ các cái điều khoản có liên quan, thì khi đó cái gọi là phương án về cắt giảm điều kiện kinh doanh nó mới có giá trị và có tác động thực sự trên thực tế. Thì tuy nhiên cái yêu cầu của chính phủ là phải rà soát và bãi bỏ một cách cơ bản những cái điều kiện kinh doanh, thì phần lớn có thể gọi là để làm được việc đó thì đòi hỏi phải có một cái đầu tư công sức, một cái suy nghĩ kỹ càng hơn thì mới cắt giảm được các cái điều kiện kinh doanh mà nhìn qua không thể nghĩ rằng là nó có cần thiết hay không cần thiết. Việc cắt giảm cần đi vào thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, không chỉ là hình thức và đẩy mạnh loại bỏ những điều kiện không phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như điều kiện kinh doanh là một cái trường học thì cần phải có khu thể thao này, khu bể bơi này, hay là phải có cái hệ thống nhà trường lớp mà phải ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Những cái tiêu chuẩn đó nó thực sự nó không có ý nghĩa trong cái quản lý nhà nước, và nó chỉ là nên là những cái quy định mang tính chất hướng dẫn để thực hiện. Bởi vì những quy định như vậy thì rất là khó để cho doanh nghiệp biết được rằng là liệu như thế nào là đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy còn nhiều điều kiện khác nữa từ các cái bộ ngành khác, mà các bộ ngành cần phải tiếp tục rà soát xem là những cái yêu cầu nào đó nó không thực sự cần thiết thì chúng ta cần bỏ, hoặc là chúng ta có thể hướng dẫn dưới những cái hình thức như là các cái cẩm nang hướng dẫn hay tài liệu hướng dẫn đối với các cái doanh nghiệp. Đồng thời, việc cần lưu ý khi cắt giảm là giám sát việc xin thêm giấy phép con, bởi thời gian qua mặc dù việc cắt giảm được đẩy mạnh thực hiện, nhưng cùng với hành động cắt giảm thì việc xin thêm giấy phép con cũng đi đôi. Trong quá trình mà chúng ta cắt giảm như thế, thì liệu chăng rằng là cái giấy phép con mới nó có được hình thành không? Hay là tự vì chúng ta có cái thực tiễn rằng là trước đây chúng ta vốn thì chỉ có 2.000 mấy thôi, 2.800, rồi lấy 3.000 mấy, rồi lấy 5.000, 7.000. Thế thì từ cái tình hình thực tiễn đó mà giấy phép con nó từ một cái số lượng vừa phải thì nó lên quá nhiều, như hiện nay gần 6.000 giấy phép con ví dụ vậy đó. Thế thì rõ ràng là liệu rằng khi chúng ta Bộ Công Thương giảm thiểu cái số lượng giấy phép con xuống đến 50% như thế này, thì trong quá trình thực hiện như thế thì liệu ai, cơ chế nào để ngăn cản cái việc những cái giấy phép con nhỏ mà mới nó hình thành lên nữa? Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, nếu những giải pháp trên được thực hiện triệt để thì doanh nghiệp mới được cởi trói khỏi những điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Mỗi đợt rà soát cắt giảm mới mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh mới có thể về đích. Doanh nghiệp thụ hưởng được những cải cách của chính phủ vươn mình trong sản xuất kinh doanh. Đến đây thì chương trình tiêu điểm kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.